Xin chào quý anh chị. Như vậy thì buổi sáng nay thì em đang ở tại thành phố siêu đẹp và tại một khách sạn rất là đẹp, đó là khách sạn Soka Hotel. Dạ, và đây là một ngày rất tuyệt vời và cũng là ngày thứ hai chúng ta bắt đầu khám phá tại thành phố siêu đẹp. Đặc biệt hơn trong cái chuyến đi của chúng ta ngày hôm nay, đó là chúng ta cùng với những phượng thủ xe phân khối lớn với vị nha, đến từ Việt Nam. Đây, phía sau đây. Xin chào quý anh chị. Dạ, như vậy thì sau nghỉ ngơi một đêm thì mọi người đã rất là tỉnh táo và chuẩn bị cuộc hành trình tiếp theo. Ngày hôm nay thì đoàn sẽ đi đến một địa điểm rất là mới, cũng như là đường đi cũng rất là quanh co và gian khổ nha. Nhưng vì đam mê chúng ta phải đi thôi. Dạ, rồi như vậy thì chúng ta bắt đầu sẵn sàng khởi hành từ khách sạn quý vị nha. Điểm đến của đoàn chúng ta ngày hôm nay đó là núi Cú Lên. Núi Cú Lên thì cách thành phố Siem Reap tầm khoảng 65 km quý vị. Và là một ngọn núi rất là nổi tiếng cũng như là rất là linh thiêng. Đặc biệt hơn, núi này là nơi mà tổ tiên hồi xưa của người Campuchia họ đã lấy đá để xây dựng các đền đài quý vị nha. Và trong đó như là đền Angkor Wat, khu quần thể Angkor Thom và những đền đài khác nhau tại tỉnh Siem Reap quý vị nhé. Như vậy sau khoảng 1 tiếng đồng hồ di chuyển từ thành phố Siem Reap thì đoàn chúng ta đã được đến đỉnh của núi Cú Lên. Mặc dù đường rất là khó khăn, đường rất là bụi vị, dạ, nhưng mà những khó khăn ấy đã không nản lòng ngài các tay phượt đến từ Việt Nam chúng ta. Và điểm tham quan đầu tiên của đoàn khi đặt chân đến đỉnh núi Cú Lên, đó là tượng Phật lớn quý vị nha. Và đây là khu vực tượng Phật lớn, và tượng Phật được điêu khắc trên một tảng đá rất là to. Đó là một nơi rất là linh thiêng của núi Cú Lên. Mọi người qua đây hầu như mọi người sẽ đi một vòng và cầu nguyện về nha. Và sau khi tham quan xong ở núi Phật Lớn thì chúng ta sẽ đi tham quan một điểm nữa, đó là suối Ngàn Linh Ga Việt. Đây là dòng suối Ngàn Linh Ga, và rất là nhiều hình ảnh của Yoni và Linh Ga phía dưới dòng chảy đã tạo nên một cái ngọn thác rất là đẹp. Thế còn chừng chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau xuống tắm suối thôi. Nước thác ở đây nói chung cũng rất là mát về ham. Đặc biệt mà chúng ta vừa tắm mà phía dưới có những cái đàn cá nó rỉa đấy, có cảm giác cũng rất là tuyệt vời, cũng hay. Và đặc biệt hơn, để chúng ta thấy không, trời ơi, một bầy ong luôn. Mọi người đang khoe cơ bắp khoe bụng về nha. Đó cũng là một cái trải nghiệm không thể nào quên khi mà chinh phục đỉnh núi Cú Lên tại tỉnh Siem Reap. Sau khi dùng cơm trưa trên núi thì chúng ta bắt đầu hành trình xuống núi thôi. Phong cảnh cũng rất là tuyệt vời về ham. Như vậy cũng là đã kết thúc một ngày nữa rồi.